thưa mục sư phó hội trưởng Nguyễn Hữu Bình, kính thưa ông bà mục sư quản nhiệm hội thánh Đông Phú, ban trị sự cũng như là ban lão niên hội thánh Đông Phú và tất cả anh chị em trong các ban lão niên đến tham dự chương trình thông công ngày hôm nay. Trước hết tôi xin thay mặt cho ban lão niên hội thánh Sài Gòn có lời trân trọng cảm ơn ban lão niên của hội thánh Đông Phú đã cho chúng tôi có cơ hội để được đến thông công với các anh chị. Một ngày thật là phước hạnh, một ngày thật là vui vẻ. Và mặc dù chúng tôi đã nghe bà mục sư quản nhiệm kể sơ lược về hội thánh này, nhưng mà khi đến đây thì chúng tôi hoàn toàn rất là vui mừng và cùng với các anh chị cảm ơn Chúa vì điều mà Ngài đã ban cho hội thánh Đông Phú ở đây. Tôi xin được tường trình sơ qua về sinh hoạt của ban lão niên hội thánh Sài Gòn chúng tôi. Ban lão niên chúng tôi được thành lập vào những cuối thập niên 70 và cho đến nay thì đã được 38 năm. Trải qua nhiều giai đoạn và nhiều tên gọi khác nhau như là ban hát lễ 4, ban tráng niên, ban trung lão và cuối cùng đến năm 2013 thì được chính thức đổi tên là ban lão niên hội thánh Sài Gòn. Trong danh sách chúng tôi có 120 ban viên và số ban viên nhóm lại thường xuyên là từ 85 đến 90 người. Còn số tuổi ban viên nhỏ nhất là 60 và ban viên lớn nhất là 94 tuổi. Chúng tôi nhóm lại với nhau mỗi chiều thứ nhật lúc 14:30 và kết thúc lúc 16:30 mỗi chiều chủ nhật. Ngoài ra ban lão niên chúng tôi cũng góp phần trong các công tác của hội thánh như là ban thăm viếng, chăm sóc, ban truyền giảng, ban cầu nguyện vân vân. Chúng tôi tổ chức mừng sinh nhật cho ban viên 4 tháng một lần. Mỗi dịp Giáng sinh thì chúng tôi tổ chức chương trình thi Kinh Thánh Giáng sinh, chương trình mừng thọ cho quý ông bà trên 70 tuổi vào dịp tất niên và chương trình dã ngoại mỗi năm vào dịp hè. Chúng tôi cũng tổ chức 2 năm một lần hỗ trợ cho các ban viên có hoàn cảnh khó khăn. Kính thưa quý vị, ý thức thời gian chúng ta trên đất này không còn nhiều. Cho nên rằng anh chị em chúng tôi luôn tận dụng mọi cơ hội Chúa cho còn trên đất để hầu việc Chúa và thờ phượng Ngài, để làm gương cho con cháu noi theo. Chủ đề thờ phượng Chúa của ban lão niên năm 2018 là sống cho Chúa, và câu gốc khẩu hiệu ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20: vì chư anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Một lần nữa xin cảm ơn Hội Thánh đã cho chúng tôi cơ hội được thông công với tất cả anh em của 6 Hội Thánh trong ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị. Xin chân thành cảm ơn.